Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nói về chủ đề Pokemon Go các bạn nha. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là chiếc Gotcha Ranger. Và Gotcha Ranger nó khác với lại Gotcha Evolve hay là Pokemon Go Plus như thế nào thì chúng ta hãy cùng xem video nha. Trước khi bắt đầu video thì mình cũng không quên nhắc rằng là chúng ta có một group tên là Pokemon Go xuyên Việt ở trên Facebook để chia sẻ những kinh nghiệm về Pokemon Go. Và nếu như các bạn có nhu cầu tham gia thì các bạn hãy tham gia nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu video nào. Và mình đã cầm trên tay chiếc Gotcha Ranger rồi các bạn ơi. Ở bên ngoài á, các bạn sẽ cầm trên tay, các bạn cảm thấy được là nó rất là xịn sò luôn á. Đây mình sẽ để gần cái hộp lại cho các bạn xem nha. Thì ở trên chiếc hộp này á, nó ghi rõ cái tên là Gotcha Ranger. Và mình cũng nói cho các bạn biết rằng là chiếc Gotcha Ranger này á, về đặc điểm thiết kế á, thì nó giống như là một cái chiếc móc chìa khóa vậy các bạn. Và về cái chất lượng pin á, thì theo như cái bạn mà bán cái Gotcha Ranger cho mình á, bạn đã cho rằng là cái Gotcha Ranger này nè, cái thời lượng pin của nó gấp rất là nhiều lần so với lại cái Gotcha Evolve, có thể sử dụng lên đến 1 tháng sau một lần sạc luôn á các bạn. Wow. À mà các bạn ơi, trước khi các bạn sử dụng cái Gotcha Ranger này á, thì các bạn nhớ download cái ứng dụng Gotcha Update mà mình sẽ để cái hình ảnh của nó bên đây để cho các bạn tham khảo nha. Các bạn tải ở trên cái iOS á, thì các bạn sẽ vào App Store nha. Một mẹo nhỏ dành cho các bạn nữa đó chính là khi mà các bạn sử dụng các loại đồng hồ Gotcha này á, thì các bạn nên cắm sạc khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi, rồi các bạn sẽ canh nó vừa đầy pin là các bạn tháo ra các bạn nha. Nó không có cái chức năng tự ngắt pin. Do đó nếu như các bạn cắm sạc qua đêm nè, hay là các bạn cắm sạc một thời gian dài á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng pin cũng như chất lượng chiếc đồng hồ của chúng ta đó. Và các bạn ơi, đây là cận cảnh chiếc Gotcha nha. Và bây giờ thì mình sẽ mở box em nó nha. Thật ra thì mình thấy cái hộp này á, nhìn nó rất là xịn sò luôn các bạn. Đây các bạn nhìn gần nha. Ở bên trong nhìn cái chiếc Gotcha này nó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ mở nó ra thôi. Mình cũng rất là háo hức để xem là nó có bắt nhanh hơn cái Gotcha Evolve hay không á. Các bạn ơi, cái dây này nó chính là cái dây để cho chúng ta luồn vào, chúng ta giống như là treo cái chiếc Gotcha của chúng ta lên á. Bây giờ các bạn luồn cái này qua nha. Chính sẽ... Rồi. Các bạn dán lại thôi. Và bây giờ thì mình sẽ xem thử cái hướng dẫn sử dụng ở trên chiếc hộp các bạn nha. Ở trên đây thì chúng ta sẽ thấy là nó có một cái màn hình cảm ứng nè. Cái đầu bên đây á, khi chúng ta mở ra là để chúng ta sạc bằng cái đầu USB nè các bạn. Còn cái đầu bên đây nó sẽ là hỗ trợ cho chúng ta sạc cho cái chiếc điện thoại thông minh của chúng ta á. Nghĩa là cái chiếc Gotcha này nè, nó sẽ có một cái lượng pin nói chung là tương đối thôi, dùng để sạc ngược lại cho chiếc điện thoại trong trường hợp chúng ta cấp thiết nha các bạn. Tuy nhiên thì mình suy nghĩ là các bạn không nên sử dụng cái chức năng sạc của cái Gotcha Ranger này, bởi vì cái lượng pin của nó cũng không quá nhiều đâu, nó có thể giúp cho chúng ta duy trì Gotcha thôi, chứ nếu chúng ta sạc qua điện thoại thì sẽ rất là mau hết các bạn nha. Thì mình thấy nó ghi là cái battery power pack, nhưng mà thật ra ở trên chiếc Gotcha Ranger này của chúng ta, mình không thấy nó có cái gì đặc biệt ở bên đây hết các bạn ơi. Và nếu như các bạn nhìn ở bên dưới đây nè, thì nó có cái phần la bàn các bạn nha. Đây, đúng như là cái phần la bàn nè. Và ở phía bên đây thì nó có một cái đèn pin đó các bạn, đèn LED, đèn pin LED nha các bạn. Thì mình nghĩ là cái nút này nè, nó sẽ giúp cho chúng ta mở cái đèn pin nè. Bây giờ chúng ta sẽ test thử ở trên cái đồng hồ luôn nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bấm thử cái nút này. Các bạn xem nha. Nó là một cái đèn pin đó các bạn. Thì cái đồng hồ này nó tích hợp nhiều cái quá thì mình không biết là nó có dễ bị hư những cái chức năng phụ thêm không. Cái này là cái la bàn các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ mở cái đầu sạc USB ra cho các bạn xem. Đây là cái đầu sạc USB để chúng ta sạc vào cái Gotcha nha các bạn. Còn cái đầu bên đây thì theo như hướng dẫn hồi nãy á, nó là cái đầu giúp chúng ta sạc ngược vào điện thoại nè. Thì cái đầu này là đầu của Android nha các bạn. Thì nó có tích hợp sẵn cho chúng ta hai cái đầu khác ở trên đây. Một cái đầu trên đây nữa là đầu dành sạc cho iOS, iPhone nè các bạn, iPhone hoặc là iPad nha. Và một cái đầu nữa mình đoán là cái đầu Type-C á các bạn. Đây, dùng để sạc cho Nintendo Switch á, hoặc là những cái máy nào mà nó sử dụng cái Type-C này nè, thì chúng ta sẽ sạc được. Bây giờ thì mình sẽ thử test cái chức năng của cái Gotcha Ranger này ở trên điện thoại của mình nha. Ok, mình sẽ kết nối Bluetooth các bạn nha. Bây giờ mình sẽ kết nối thử cái đồng hồ với nó xem. Cho phép ghép đôi, ok, cho ghép đôi đây. Chúng ta thử coi nha. Đây các bạn thấy không, nó hiện lên cái biểu tượng chúng ta đang kết nối nè, đã sẵn sàng để sử dụng nè. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt nha. Đây, Auto Cap Pokemon Unknown nè, giống như mình đã nói ấy,
cái mục này nó sẽ giúp cho chúng ta bắt những con Pokemon mà chúng ta chưa biết nè, bắt những con Pokemon đã biết nè, quay Pokestop nè, có rung hay không nè. À, cái này bỏ qua cái animation giống như trong iBogo, nghĩa là nó sẽ bỏ qua cái hoạt ảnh luôn các bạn. À, thì chúng ta bấm cái này cho nó nhanh các bạn nha. Còn cái này đắt thêm, nghĩa là nó sẽ chọn cái chức năng cái màn hình đen thôi. Thôi chúng ta không bỏ qua cái này đi. Chức năng cuối cùng của nó là Community Compare. Thì thật sự là mình cũng không biết cái chức năng này nó là cái gì luôn các bạn. Nếu như các bạn đã xài có Challenger rồi và các bạn biết nó là chức năng gì thì các bạn hãy comment ở dưới phần mô tả cho mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy thử test nó trên ứng dụng Pokemon Go nào. Ok, và các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ thử kết nối cái đồng hồ có Challenger với lại ứng dụng Pokemon Go các bạn nha. Các bạn hãy vào mục setting và các bạn chọn cái mục là Pokemon Go Plus. Mình kéo xuống cho các bạn xem nha. Pokemon Go Plus đây các bạn, bạn click vào đây nha. Và các bạn bấm vào cái dấu đỏ đỏ trên cái có Challenger nè. Và các bạn thử kết nối nha, để xem là cái chiếc có Challenger này nó có kết nối nhanh với lại cái điện thoại của chúng ta hay không. Đây, nó đã nhận được kết nối rồi các bạn nha. Bây giờ các bạn bấm Next nè. Các bạn bấm Next. Next thôi. Rồi, bây giờ chúng ta đã kết nối xong rồi nha. Bây giờ chúng ta hãy xem ở ngoài màn hình để xem là nó có bắt được Pokemon hay không nha. Đây, Pokemon in range. Còn Coadrance nó đã chạy mất tiêu rồi. Đây, nó vừa xây cái Pokestop nè các bạn. Các bạn hãy xem nha. Đây, những cái Pokestop xung quanh mình nó đã xây được hết rồi các bạn. Cái tốc độ xây của nó cũng khá là nhanh nha các bạn thấy không. Đây các bạn thấy không, liên tục luôn các bạn ơi. Cái có Challenger này, cái tốc độ xây banh của nó quá nhanh luôn á. Ơi, như các bạn đã thấy thì cái chiếc God Challenger này á, là nó quay Pokestop rất là nhanh. Và xung quanh mình á, thì hiện tại là mới xuất hiện có một số Pokemon thôi. Và các bạn lưu ý rằng là các dòng God Cha này nó đều sử dụng banh đỏ các bạn nha. Do đó cái tỷ lệ bắt trúng Pokemon nó cũng khá là thấp. Nên là nếu như các bạn muốn sử dụng God Cha trong thời gian dài á, thì các bạn nên trữ thật là nhiều banh đỏ nha. Các bạn ơi, và mình sẽ review cho các bạn cái lượng pin của God Challenger này sau một cái thời gian mình sử dụng các bạn nha. Còn bây giờ thì tạm thời chúng ta hãy chấp nhận theo những cái lời quảng cáo của nhà sản xuất, đó chính là cái thời lượng pin của nó có thể kéo dài đến 1 tháng nha. Khi chúng ta thử nghiệm God Challenger ở trên ứng dụng Pokemon Go thì chúng ta thấy rằng là God Challenger cái chức năng nó cũng giống như là God Cha Evolve và Pokemon Go Plus đúng không nào. Và nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng pin nó dài hơn á, thì các bạn nên chọn God Challenger. Và theo như mình biết á, thì God Challenger nó sẽ ổn định hơn so với lại God Cha Evolve các bạn nha. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Và mình chúc các bạn có những trải nghiệm thật là vui với những video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Tạm biệt.